Thưa bác, con thấy trên trang Giáo hội Phật giáo Việt Nam phatgiao.org.vn viết về sự ngộ thiền của vị tổ sư Thiền tông đời thứ hai, Tôn giả A Nan Đà như sau. Tôn giả A Nan Đà hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp: "Khi Đức Thế Tôn phó chúc và truyền áo cà sa kim lư cho Tôn huynh, vậy Đức Thế Tôn còn truyền pháp gì riêng cho Tôn huynh nữa hay không?" Tôn giả Đại Ca Diếp nghe hỏi, liền cắt tiếng nói lớn vọng ra: "A Nan, cây trụ cờ phướn trước cửa đổ rồi." Sau 7 ngày vẫn còn thắc mắc, Tôn giả A Nan Đà đang nghiêng mình nằm xuống về phía bên tay phải thì đột nhiên tỏ ngộ kiến tánh và tâm sáng suốt vô cùng. Thưa bác, tổ A Nan Đà kiến tánh như vậy có phải không ạ? Thường thường tất cả những người kiến tánh á, thì kiến tánh trực diện kiến tánh chứ không thể đợi thời gian. Khi nào mà muốn kiến tánh thời gian phải đọc sách, thời gian mới đọc mới ngộ tự động. Còn nếu mà tất cả bấy ông tổ hoàn toàn trực diện ngộ, không có ông nào mà qua thời gian. Vì thế mà ông Ma Ca Diếp, ông A Nan Đà hỏi tổ thứ nhất, thì tổ Ma Ca Diếp nói thầy: "A Nan, coi chừng cái phướng trước chùa ngã." Ông nói lớn, ông này tự nhiên là cái nó mở được cái nhĩ nhãn của ông á, mở ra, ông nhìn thấy, ông biết liền. Thấy không? Vì thế mà ông mới sụp xuống, ông cảm ơn ông tổ Ma Ca Diếp bằng bao nhiêu câu kệ, 44 câu kệ, thấy không? Thì mới trực diện được. Như thế mà tất cả các tổ hoàn toàn không có khi nào mà ngộ thiền cách thời gian, không có. Chỉ có cái ông Trần Nhân Tông đó, ông Tuệ Trung Thượng Sĩ, 3 ngày sau ông mới hiểu cái này. À, bởi vì ông Trần Nhân Tông không được truyền thiền, mà chỉ là con người phụ giúp đưa Thiền Tông vào ở đất rồng thôi. Ông là người ở đất rồng có nhiệm vụ chuyển mạch nguồn Thiền Tông đi. Vì thế mà ông đưa cho Tổ Pháp Loa và Huyền Quang và một số người đi theo cái dòng Thiền Tông. Vì thế mà sau cùng mà Thích Đức Hà mới giao cho Đức Thảo. À, tất cả những người ngộ thiền tại chỗ là trực diện ngộ thiền hoàn toàn không ấy. Còn cái chuyện mà người ta nghiên cứu, người ta thấy sao thì không biết, nhưng mà cái dòng Thiền Tông hoàn toàn là trực diện ngộ thiền. À, còn mấy đời vị này cũng giỏi thì người ta nói sao chuyện người ta, nhưng mà nên nhớ là dòng Thiền Tông phải trực diện ngộ thiền bằng con mắt và cái lỗ tai hoặc là cái chạm xúc chạm, ba cái này. Mà cái con mắt thì nó nhiều nhất, rồi tới cái lỗ tai xúc chạm nó là xúc chạm là lần thứ 3 lần, thấy không, nó khó ngộ hơn. Rồi con hỏi tiếp đi.